Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 1 tháng 10. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Con đường gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Đài Loan đầy rẫy những thách thức chính trị khi Trung Quốc ra sức ngắn đường hòn đảo với bài ca không bao giờ quên mang tên Nguyên tắc Một Trung Quốc. Trong khi đó, đường Bắc Kinh đi đến hiệp định cũng không trải đầy hoa hồng. Chuyên gia Úc khuyên các thành viên CPTPP hãy nhìn vào lý lịch coi thường các cam kết quốc tế của Trung Quốc để xem xét lá đơn xin gia nhập của nước này. Vừa qua, Liên minh châu Âu tuyên bố Đài Loan là nền tảng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của khối, bất chấp cảnh báo lằn ranh đỏ từ Trung Quốc. EU thực sự có ý định quay lưng với ông lớn châu Á hay không? Giữa lúc căng thẳng hai bờ eo biển ngày một leo thang, Nhật Bản, quốc gia đang ủng hộ Đài Loan, lại thay đổi nhà lãnh đạo. Liệu quan điểm của nước này đối với vấn đề Đài Loan có xoay chuyển hay không? Một số tin tức đáng chú ý khác. Nhật Bản lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng hô khẩu hiệu sáo rỗng về vấn đề Triều Tiên. G20 sẽ nhóm họp về vấn đề Afghanistan vào ngày 12 tháng 10 tới. Đội tuyển bóng đá nữ Afghanistan nuôi dưỡng đam mê ở Bồ Đào Nha. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Hôm 29 tháng 9, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết hòn đảo sẽ phải vượt qua một số vấn đề chính trị để tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Cụ thể, tại cuộc họp của Đảng Tiến bộ Dân chủ DPP cầm quyền, ám chỉ việc Trung Quốc ngắn đường, bà Thái cho rằng Đài Loan phải làm việc với các quốc gia cùng chí hướng và các thành viên hiện tại trong nhóm CPTPP, vì thực sự có một số vấn đề chính trị mà hòn đảo cần phải vượt qua. Thật vậy, cùng ngày, phát ngôn viên Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc Chu Phượng Liên đã tái khẳng định sự phản đối của Bắc Kinh đối với việc Đài Bắc tham gia CPTPP. Bà Chu đã nói rằng, chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Việc hòn đảo tham gia vào bất kỳ hợp tác kinh tế khu vực nào cũng phải đảm bảo điều kiện tiên quyết là tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc. Đài Bắc nộp đơn xin gia nhập CPTPP vào ngày 22 tháng 9, sau Bắc Kinh 6 ngày. Theo Nikkei, mặc dù một số người ngạc nhiên trước nỗ lực gia nhập CPTPP của Trung Quốc, nhưng trên thực tế, động thái này đã được lãnh đạo Bắc Kinh lên kế hoạch tỉ mỉ, theo kế hoạch 300 ngày được đặt ra vào năm ngoái. Trung Quốc đã tính toán chặt chẽ thời gian nộp đơn xin gia nhập CPTPP, trùng với thời điểm Mỹ vừa rút quân khỏi Afghanistan, với kỳ vọng Washington sẽ quá lơ là để đưa ra phản ứng nhanh chóng và chặt chẽ. Cùng với đó, Bắc Kinh cũng muốn chặn đứng mọi cơ hội của Đài Loan. Tờ Nikkei khẳng định Trung Quốc muốn đi tắt đón đầu, tham gia CPTPP trước Đài Loan hoặc trước khi Hoa Kỳ nộp đơn đề nghị gia nhập lại. Việc Trung Quốc và Đài Loan cùng nộp đơn xin tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã đặt các quốc gia thành viên vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhiều nước đang chọn cách chờ và quan sát, còn Úc, quốc gia không mấy thuận hòa với Trung Quốc, dường như đã ngầm bỏ một phiếu chống cho nước này. Mới đây, một nhà phân tích chính sách của Úc đã kêu gọi các quốc gia thành viên của CPTPP xem xét kỹ lưỡng lý lịch coi thường các cam kết quốc tế của Trung Quốc. Ông Dominic Meagher, nhà kinh tế học kiêm giám đốc nhóm chiến lược Úc, lưu ý rằng Bắc Kinh không phải là một đối tác đáng tin cậy. Bằng chứng là, theo thời gian, Trung Quốc đã từ bỏ các cam kết chính mà nước này đã đưa ra khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2001. Việc kinh doanh tại Bắc Kinh không hề tự do cởi mở khi nhà nước Trung Quốc kiểm soát mọi ngóc ngách của nền kinh tế nước này. Theo WTO, đã có 47 vụ tranh chấp được đệ trình chống lại Trung Quốc kể từ khi nước này gia nhập tổ chức. Sẽ là ngu ngốc nếu bỏ qua các bằng chứng về cách hành xử tồi tệ của Trung Quốc đối với các cam kết của chính họ trước cộng đồng quốc tế. Các thành viên CPTPP không nên tắm hai lần trên một dòng sông, ông Meagher nói. Ông viện dẫn thêm việc Trung Quốc vi phạm Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc-Úc, phá bỏ cam kết với Anh về vấn đề Hồng Kông và đơn phương thực hiện các hành vi trì hoãn hải quan gây cản trở thương mại. Mặc cho những tiền lệ như vậy, ông Meagher cho rằng không nên vội vàng bác bỏ lá đơn xin gia nhập CPTPP của Trung Quốc, mà cần xem xét nghiêm túc cho nước này cơ hội để xây dựng lòng tin và chứng minh sự chân thành của mình thông qua một quá trình tham vấn kéo dài. Ông nói, niềm tin không nên được trao trong một khoảnh khắc, chúng ta cần đánh giá trong quá trình dài. CPTPP cần có các cơ chế bổ sung để nâng cao tính minh bạch và đảm bảo mức độ tuân thủ nghiêm ngặt, chắc chắn rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện theo những cam kết đặt ra.
Các thành viên CPTPP nên chú trọng các bước đi tưởng chừng khác thường này vì vốn dĩ hành động của Trung Quốc là rất khó lường. Nếu để nước này tham gia và có những hành động đơn phương quyết đoán mà không có chế tài buộc họ phải chịu trách nhiệm thì quả là một sai lầm lịch sử, ông nói. Gặp khó trong việc gia nhập Hiệp định Hợp tác Thương mại với khu vực, Trung Quốc còn đang có nguy cơ bị đối tác Liên minh châu Âu-EU quay lưng. Sau khi Litva tiến tới phát triển quan hệ với Đài Loan, vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc, ngày càng nhiều quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu-EU tiếp bước ủng hộ hòn đảo, mặc dù Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Âu tránh vượt qua lằn ranh đỏ của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Văn phòng Kinh tế và Thương mại châu Âu EETO tại Đài Loan mới đây cho biết, quan hệ giữa hòn đảo và khối vẫn êm thấm, thậm chí là ngày càng nồng ấm bất chấp đại dịch toàn cầu và tình hình căng thẳng trong khu vực. Người đứng đầu EETO Philip Grzegorzewski đã tuyên bố rằng Đài Loan đóng một vai trò nền tảng trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Được biết, EETO thường phát hành một báo cáo mỗi năm. Các năm trước, báo cáo của cơ quan này tập trung vào các lĩnh vực hợp tác kinh tế và thương mại, giáo dục và trao đổi văn hóa giữa châu Âu và Đài Loan. Tuy nhiên, năm nay, báo cáo của EETO còn đề cập hòn đảo là một phần quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU. Chiến lược này rõ ràng dựa trên những cân nhắc chính trị mạnh mẽ hơn là hợp tác kinh tế. Điều đáng nói là tài liệu này được công bố vào thời điểm EU đang có những động thái khiêu khích Trung Quốc. Không chỉ công khai ủng hộ hòn đảo tham gia vào các tổ chức quốc tế, Liên minh châu Âu còn hoạch định chính sách tăng cường quan hệ với Đài Loan. Bên cạnh đó, EU còn ban hành một chiến lược chính thức để tăng cường sự hiện diện của mình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cam kết tìm kiếm một thỏa thuận thương mại với hòn đảo. Trước tập nhìn mới của châu Âu, tờ Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận mang giọng điệu diều hâu của Trung Quốc cho rằng, nếu EU chỉ đơn giản là muốn phát triển quan hệ kinh tế và thương mại bình thường với Đài Loan, thì sự nhấn mạnh bất thường của họ vào vai trò của EU trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nên bị nghi ngờ. Tờ báo cũng đã kết rằng một số chính trị gia châu Âu có thể nghĩ rằng chơi quân bài Đài Loan sẽ tạo sự chú ý hơn và gây áp lực để Trung Quốc nhượng bộ. Tuy nhiên, lập trường của Bắc Kinh đối với vấn đề Đài Bắc luôn rõ ràng và kiên quyết. Cơ quan ngôn luận Trung Quốc nhấn mạnh, mọi hoạt động giao du với hòn đảo đều phải tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc, không được vượt quá phạm vi hợp tác và trao đổi không chính thức thông thường. Thời báo Hoàn cầu cũng chỉ ra, Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn của EU, khó có thể tưởng tượng rằng châu Âu sẽ thực sự chọn đứng xa Trung Quốc bằng cách vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc. Tờ báo khẳng định, nếu EU muốn cùng bảo vệ mối quan hệ thương mại song phương cùng có lợi với Bắc Kinh, thì nên tôn trọng chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của nước này. Trước sức ép ngày càng lớn từ Trung Quốc, bên cạnh châu Âu, Đài Loan cũng đã được Nhật Bản nhiệt tình ủng hộ dưới thời Thủ tướng Yoshihide Suga. Tuy nhiên, với việc Tokyo sắp thay đổi nhà lãnh đạo, liệu quan điểm của nước này đối với vấn đề Đài Loan có xoay chuyển hay không? Hôm 30 tháng 9, Viện Nghiên cứu Chính sách Đài Loan INPR đã tổ chức hội nghị chuyên đề về quan hệ Nhật Bản-Đài Loan và vai trò của Nhật Bản đối với an ninh khu vực dưới thời của lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do LDP Kishida Fumio. Người dự kiến được bổ nhiệm trở thành tân thủ tướng Nhật vào ngày 4 tháng 10 sắp tới. Giáo sư Fukida Madoka của Đại học Hoshi nói rằng, việc ông Kishida lên nắm quyền sẽ không tác động nhiều đến chính sách ngoại giao của Tokyo, đặc biệt là về vấn đề eo biển Đài Loan. Vốn dĩ trong cuộc bầu cử vừa qua, tất cả ứng cử viên đều có quan điểm tương đồng về Trung Quốc. Mọi người đều đồng thuận rằng Nhật Bản cần tăng cường sức mạnh quân sự, đồng thời có các giải pháp trước mối đe dọa quân sự ngày càng tăng của nước láng giềng. Bà Fukuda nhấn mạnh, Nhật Bản vẫn giữ quan điểm cần phải kiềm chế các màn răn đe, uy hiếp của Bắc Kinh đối với Đài Bắc. Nếu xung đột nổ ra ở eo biển Đài Loan, Nhật Bản sẽ lập kế hoạch hành động dựa trên các thỏa thuận an ninh Mỹ-Nhật hiện có. Bà cho biết kể từ năm 2000, đảng LDP không hề có phe ủng hộ Trung Quốc. Quan điểm của công chúng Nhật Bản về Trung Quốc cũng không được cải thiện trong nhiều năm qua. Nữ giáo sư nói thêm, Nhật Bản cũng hoan nghênh những nỗ lực của Đài Loan trong việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, với điều kiện nước này phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Hiệp định Thương mại. Ông Jan Chu Jin, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Cao Hùng nói rằng, ông Kishida là người tương đối bảo thủ và chú trọng các vấn đề kinh tế. Người dự kiến kế nhiệm Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ giải quyết những thách thức như ổn định sản xuất, tìm cách tái định vị chuỗi cung ứng của quốc gia, chuyển các nhà sản xuất sang Đông Nam Á và Ấn Độ, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận các nguyên liệu thô và công nghệ sản xuất quan trọng. Giáo sư tin rằng dưới thời ông Kishida, Nhật Bản sẽ tiếp tục các chính sách đối ngoại của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Do đó, hợp tác an ninh Hoa Kỳ-Nhật Bản sẽ là vấn đề quan trọng nhất, đặc biệt quan hệ bộ tứ kim cương Quad gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc sẽ được chú trọng. Trong khi đó, Nhật Bản đang đứng ngồi không yên trước hàng loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Hôm 30 tháng 9, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản đã cáo buộc vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 28 tháng 9 đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Trong một cuộc họp báo, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato nói rằng Tokyo vốn không có quan hệ ngoại giao chính thức với Bình Nhưỡng, nên đã đệ đơn phản đối động thái mới của nước này thông qua Đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh. Ông nói, mặc dù cần phải phân tích thêm, nhưng dựa trên thông tin có sẵn cho đến nay, chúng tôi đánh giá vụ phóng vật thể bay mới nhất của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, nước này đã bắn thử một tên lửa siêu thanh mới được phát triển, có tên là Hwasong-8, vào hôm 28 tháng 9, và mô tả đây là loại vũ khí chiến lược, có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tăng cường khả năng phòng thủ lên gấp ngàn lần. Động thái này đã dấy lên lo ngại rằng đất nước bí ẩn đã đạt được những tiến bộ công nghệ trong việc phát triển loại tên lửa đạn đạo khó đánh chặn. Hôm 30 tháng 9, các đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên của Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm chia sẻ những lo ngại về các hoạt động gần đây của Triều Tiên liên quan đến chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa. Vụ trưởng phụ trách vấn đề châu Á, châu Đại Dương Takehiro Funakoshi của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và những người đồng cấp đã nhất trí tiếp tục hợp tác ba bên để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Hôm 30 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh đã kêu gọi Mỹ thể hiện sự chân thành và đưa ra một kế hoạch thực tế để đối thoại với Triều Tiên thay vì hô to những khẩu hiệu sáo rỗng. Bà nói, trong hoàn cảnh hiện tại, chìa khóa để phá vỡ thế bế tắc trên bán đảo Triều Tiên và tái khởi động đối thoại là các mối quan ngại chính đáng và hợp lý của Triều Tiên được xem xét và giải quyết một cách nghiêm túc. Đồng thời, bà cho rằng Washington không nên sa đà vào những khẩu hiệu kêu gọi đối thoại sáo rỗng mà nên thể hiện sự chân thành và đưa ra một đề xuất thực tế cho các vấn đề của Bình Nhưỡng. Các điều khoản có thể đảo ngược trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến Triều Tiên cần được kích hoạt càng sớm càng tốt và cần có những điều chỉnh cần thiết đối với các biện pháp trừng phạt hiện tại, nhất là những quy định liên quan đến nhân đạo và sinh kế của Bình Nhưỡng. Điều này sẽ giúp tái khởi động đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, bà Hoa nhấn mạnh. Nữ phát ngôn viên cho biết là nước láng giềng gần gũi của bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc luôn ủng hộ Seoul và Bình Nhưỡng cải thiện quan hệ, thúc đẩy hòa giải và hợp tác thông qua đối thoại và tham vấn. Liên quan đến tình hình Afghanistan, trong cuộc họp báo hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết các nhà lãnh đạo của nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 sẽ nhóm họp về tình hình của quốc gia Nam Á này dưới chế độ cai trị của Taliban vào ngày 12 tháng 10 tới. Sau khi Taliban giành lại quyền kiểm soát Kabul vào giữa tháng 8 vừa qua, các nước G20 đồng thuận sẽ tích cực kêu gọi nhóm Hồi giáo tôn trọng quyền của phụ nữ. Tuy nhiên, về việc giải quyết khối tài sản đang bị phong tỏa của Afghanistan ở nước ngoài, các quốc gia thành viên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Hoa Kỳ và châu Âu đang thận trọng trong việc dỡ bỏ lệnh đóng băng nguồn dự trữ ngoại hối của quốc gia Nam Á. Trong khi đó, Trung Quốc và Nga hối thúc các nước nhanh chóng mở lại các tài khoản này để Afghanistan tái thiết đất nước. Ông Draghi nói rằng, nhiệm vụ của các quốc gia giàu nhất thế giới là phải hành động để tránh một thảm họa nhân đạo. Theo giới quan sát, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào việc liệu các nhà lãnh đạo G20 có đưa ra một thỏa thuận về tài chính và các gói hỗ trợ cho đất nước vừa trải qua hai thập kỷ chiến tranh hay không. Kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, điều thế giới lo ngại nhất là tương lai của phụ nữ và trẻ em gái ở quốc gia này trước chế độ cai trị theo luật Hồi giáo vô cùng hà khắc với giới nữ. Sarah, 15 tuổi, là một trong những cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Afghanistan, đã chạy trốn khỏi đất nước sau khi phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban lên nắm quyền vào tháng 8. Em chia sẻ, thật may mắn khi bộ đội nhà đã cấp quyền tị nạn cho các cầu thủ. Việc rời quê hương Afghanistan là niềm đau đớn, nhưng bây giờ em đã được an toàn và sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ chơi bóng chuyên nghiệp tại vùng đất mới. Em rất mong có cơ hội được gặp thần tượng của mình, tiền đạo ngôi sao Cristiano Ronaldo. Sarah cho biết em vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể trở về quê nhà, nhưng chỉ khi đất nước cho em được quyền sống tự do. Mẹ của Sarah đã trải qua kỷ nguyên thống trị trước đây của Taliban từ năm 1996 đến năm 2001, tỏ ra không mấy lạc quan rằng họ có thể quay trở lại Afghanistan. Fakunda Mutan, đội trưởng đội tuyển quốc gia nữ Afghanistan cho biết, chúng tôi nỗ lực sơ tán đội bóng để họ có thể tiếp tục nuôi dưỡng đam mê của mình. Đã có tổng cộng 80 người, bao gồm các thành viên trong đội và người thân của họ được sơ tán an toàn đến Bồ Đào Nha. Sau cuộc tiếp quản ngày 15 tháng 8, một quan chức cấp cao của Taliban cho biết phụ nữ Afghanistan có thể sẽ không được phép chơi thể thao vì nó không cần thiết và cơ thể của họ có thể bị lộ ra ngoài. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.